giới thiệu tới mọi người một cái mẫu nồi chiên không dầu có kích thước lớn của Sharp với dung tích là 23 lít. Đây là một cái mẫu nồi chiên mới của thương hiệu Sharp có dung tích 23 lít rất là rộng rãi. Chúng ta có thể chiên nướng đủ các loại thứ rất là thoải mái và thuận tiện. Đặc biệt là khi chúng ta chiên những cái tảng thịt lớn hoặc là chiên một con gà nó rất là phù hợp. Với dung tích lớn như thế này thì chúng ta có thể thoải mái chiên nướng các loại đồ ăn. Đi kèm nồi chiên này nó là rất nhiều phụ kiện. Đây là cái lồng để chúng ta có thể rang lạc hoặc là đậu tương. Chúng ta có thể rang những cái hạt đồ khô. Đây là cái phụ kiện xiên để chúng ta có thể xiên cái tảng thịt hoặc là xiên con gà để chúng ta chiên cả con. Và đi kèm nó là cái tay để chúng ta nhấc cái sau khi chiên xong chúng ta dùng cái tay này chúng ta nhấc cái xiên này ra cho nó khỏi nóng. Bên cạnh đó thì là rất là nhiều cái khay nướng tùy thuộc vào cái đồ ăn mà chúng ta sử dụng. Cái tay này để chúng ta lôi cái khay nướng này ra sau khi đồ chiên đã được chiên xong cho nó khỏi nóng này. Đây là một cái khay bằng lưới này. Tùy thuộc vào đồ ăn chúng ta có thể dùng cái khay nướng này này. Đây là cái khay thưa này, chúng ta có thể dùng cái khay thưa này để xiên nửa con gà hoặc là con gà chúng ta đặt lên đây hoặc là những cái tảng thịt mỏng. Đây là cái khay hứng dầu mỡ để chúng ta hứng dầu mỡ trong quá trình đồ ăn nó chảy xuống này. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta tùy thuộc vào đồ ăn thì chúng ta có thể lựa chọn khay và chúng ta đặt vào trong này. Ở đây thì nó sẽ có những cái rãnh để chúng ta có thể đặt cao hoặc đặt thấp. Còn cái khay nướng dầu mỡ này thì chúng ta đặt ở dưới cùng để dầu mỡ nó rớt xuống. Thì kèm với nồi đó là một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt thì chúng ta có thể là tham khảo ở phiếu bảo hành này. Và khi chúng ta cho đồ ăn vào rồi thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta sẽ cắm điện và bật cái công tắc nguồn này lên. Nó sẽ hiển thị các chức năng để chúng ta chiên nướng đồ ăn ở trên này. Đây ở trên này thì đây là một cái phiên bản nó hiển thị bằng tiếng Anh. Nhưng mà đi kèm với đó là chúng ta sẽ được kèm theo một cái tờ bản dịch tiếng Việt như thế này để chúng ta tham khảo. Sau một vài lần chúng ta sử dụng quen thì chúng ta sẽ nắm được cái chế độ chúng ta hay sử dụng là nó ở cái chế độ nào. Như ở trên này cái chế độ chiên không dầu nó đang nháy là cái nồi này nó đang mặc định ở chế độ này. Nếu mà chúng ta sử dụng cái chế độ này thì chúng ta không cần phải chọn chế độ khác, thì chúng ta ấn vào cái nút tròn tròn này, chúng ta sẽ ấn xuống là nó sẽ hoạt động, cái nồi này nó sẽ hoạt động. Nếu mà chúng ta muốn chọn chế độ khác thì chúng ta tham khảo dựa vào cái bảng dịch này, chúng ta sẽ xoay cái núm tròn này. Nó nháy ở chế độ nào thì là cái nồi nó đang ở cái chế độ đấy. Đấy. Ngoài chế độ chiên không dầu thì nó có chế độ hâm nóng, nướng bánh mì, nướng nhiệt trên, nhiệt dưới, sấy khô hoặc là chiên củ quả hoặc là chiên thịt gà. Đấy, nó nháy ở chế độ nào thì nó ở thì nồi nó đang hoạt động ở chế độ đấy. Sau khi chúng ta chọn được cái chế độ mà mong muốn rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút này. Chúng ta sẽ ấn vào cái nút tròn này, ấn xuống là nó sẽ hoạt động. Khi chúng ta chọn cái chức năng mà chúng ta chiên nướng thì ở trên này nó sẽ hiển thị thời gian và cái nhiệt độ mà cái nồi này nó gợi ý cho chúng ta. Nếu mà chúng ta sử dụng cái thời gian và nhiệt độ của nồi này thì chúng ta chỉ việc ấn vào cái nút tròn này là nó sẽ hoạt động. Còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ chọn thời gian hoặc là nhiệt độ ở đây. Cái time và thời gian thì chúng ta chọn ở đây. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái nút này để điều chỉnh này, tăng giảm cái thời gian. Nếu mà chúng ta muốn tăng giảm cái nhiệt độ thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút tem này. Sau đó thì chúng ta vặn cái núm này là chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ. Đấy. Sau một vài lần sử dụng thì chúng ta sẽ biết được cái nhiệt độ và thời gian phù hợp để chúng ta sử dụng cho cái đồ ăn mà chúng ta chiên ở trong gia đình. Ở trên này thì nó sẽ hiển thị cái chế độ là quạt gió, chế độ bật đèn để chúng ta nhìn được cái thức ăn ở bên trong trong quá trình nướng, và chế độ là xiên quay. Nếu mà chúng ta dùng chế độ xiên thịt để quay, chúng ta ấn vào cái nút xiên quay, ký hiệu xiên quay như thế này. Mặc dù là tiếng Anh nhưng mà rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Đây là một cái nồi chiên không dầu của thương hiệu Sharp có dung tích là 23 lít, rất là thoải mái và thuận tiện, rất là dễ sử dụng. Trong quá trình sử dụng cái nồi này nó sẽ chạy hết thời gian mà chúng ta cài đặt ở trên này thì nó sẽ tự ngắt. Đấy, mọi người mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ tới số điện thoại ở trên màn hình video để biết chi tiết về sản phẩm, giá bán.